Chương trình Journeyman Việt Nam chơi là chạy đã lên sóng tập 4 thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Trước giờ lên sóng vào buổi tối ngày 10 tháng 10, các thành viên có buổi tụ tập tại nhà riêng gồm Đinh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Karik. Chỉ thiếu 3 người là Trường Giang, Liên Bình Phát và Zach. Dàn sao đồng loạt khoe ảnh khoảnh khắc mở tiệc tại nhà cùng nhau đầy vui vẻ. Hai bóng hồng là Lan Ngọc, Thúy Ngân cùng ăn diện khá thoải mái khi quây quần bên nhau trước màn hình TV để theo dõi chương trình. Tuy nhiên, đáng chú ý nhiều khán giả bình luận bên dưới bức hình là sự bất thường ở phần cánh tay Ninh Dương Lan Ngọc. Cánh tay vốn đã gầy gò khẳng khiu, giờ lại trông méo mó một cách dị dạng ngay ở khúc cổ tay khiến dân tình hoang mang. Sau đó, Thúy Ngân đã lên giải thích bằng một bức hình gốc. Hình gốc như vậy mà anh Phạm Duy Thuận bóp cái tay của chị Ngọc bị tật luôn. Khán giả đoán có lẽ Thúy Ngân đã nhờ Jun Phạm trổ tài Photoshop bụng tay cho cô. Nhưng nam ca sĩ đã vô tình làm tay của Lan Ngọc trở nên biến dạng bất thường. Lan Ngọc là bóng hồng hiếm hoi của mùa này bên cạnh Thúy Ngân. Thế nhưng nữ diễn viên 9X chứng tỏ sự mạnh mẽ đáng gờm. Trong buổi tập vừa rồi, cô nàng còn hành hạ các đồng nội nam đến méo mặt khi giẫm lên vai, túm tóc họ để vượt qua thử thách dưới nước. Đến nỗi Jun Phạm phải kêu than trên trang cá nhân rằng: "Chúng tôi được em đè đầu cưỡi cổ theo đúng nghĩa đen, no nê lắm rồi."